Xin chào anh em, hôm nay Nam Oi Shop là sẽ tiếp tục về thêm một cái sản phẩm nữa nha. Thì trước mặt anh em đang là hai cái thùng yên xe dành cho những cái dòng xe mà gọi là anh em đi mà bị ê mông á, cái yên zin nó bị ê mông quá thì anh em có thể gọi là đi cái này nha. Thì cái này, cái yên xe bên Nam á là sẽ bán cho anh em như thế nào? Thì có thể là anh em cũng đã quá quen thuộc với cái kiểu gọi là yên xe đổi bù. Quay xác xác lại em. Yên xe đổi bù thì có nghĩa là anh em, cái yên zin của anh em không, nó bị gọi là nó bị hư, hay là nó bị chai, hay là nó bị gọi là cái lớp yên, bao da yên rồi nó không có đường được tốt, và nó bị gọi là cứng á mọi người. Ngồi xa, đi xa đồ nó bị ê mông rồi đó. Thì anh em có thể tham khảo cái này rồi anh em thay nha. Thì có nghĩa là anh em chỉ việc gọi là đem cái yên zin qua, xong rồi anh em sẽ đổi bù đó. Thì anh em việc qua xong rồi Nam sẽ gắn cái yên mới cho anh em, cho đó thì anh em cứ đi về thôi, để lại cái yên cũ ha. Đó, rất là nhanh. Thì thay vì là anh em ngồi đợi làm lọc cái yên hay là làm mút rồi lại á thì nó rất là lâu, cho nên nó là cái này hôm nay là Nam làm sẵn luôn, và Nam đặt sẵn là mấy chục cái yên đó. Thì anh em cứ việc qua và gắn trực tiếp luôn đó. Và cái yên xe này á thì là Nam là kết hợp với lại anh Thiện mọi người đó. Đây là cái yên nha, và Nam kết hợp với lại là cái yên xe của anh Thiện. Đây là cái logo của anh Thiện nè, yên xe Hoàn Thiện nha mọi người đó. Thì cái này là của bên anh Thiện làm cho mình đó, mới Nam mới vừa nhận. Thì nói chung là hai anh em kết hợp với nhau. Thì nếu mà những anh em mà gọi là chơi xe á, thì anh em sẽ biết được gọi là cái chất lượng của cái yên này của cái bên Hoàn Thiện làm. Thì nói chung mà ngồi nó sẽ êm đó. Đây là cái yên thì làm sẵn hết rồi mọi người đó, siêu đẹp đó. Bên trong thì tất cả những cái yên này là nó gọi là xài rất là ok đó. Cái phần đế này nè đó, nguyên vẹn hết luôn đó, và nó mới ha. Mọi người qua chỉ việc lấy cái yên bỏ vô đó. Như cái này Nam đang cầm là của dòng xe Winner nè đó. Đây rất là đẹp nha, gọt sẵn cái form cực kỳ đẹp luôn đó, và nó rất êm đó. Bóp vô nè, mọi người thấy Nam bóp không đó, quay sát vô đó, rất là êm mềm đó, ngón tay đè rất thoải mái ha. Nói chung ngồi cái cảm giác rất là mềm so với là zin, ngồi nó đi xa nó không bị ê đít nha mọi người. Và cái độ của nó là độ cao nó là vừa đủ đẹp đó, siêu đẹp luôn đó, đẹp lắm mọi người đó. Và hoàn toàn như zin nha đó. Đổ ra giùm anh đi em ơi. Thì cái này Nam có nhiều xe lắm, như có Ad nè, rồi Winner, đổ ra Ad Winner nè, rồi có Sachia nè, rồi Ad 155 nè, Ad 10 nè, rồi Vision, rồi Sonic. Nói chung là nhiều xe lắm. Những dòng xe thông dụng bây giờ thì anh em có đủ hết nha, tay ga có luôn. Thì anh em cứ qua bên mình đó, đổi khoảng chừng đổi bù vài trăm ngàn là anh em đã có được một cái yên rồi đó. Như cái này của tay ga nè đó, siêu đẹp luôn. Chỉ đỏ nha anh em, quan sát vô em. Chỉ màu đỏ nè đó, anh em thấy không, chỉ màu đỏ nè đó, rất đẹp ha đó. Và bên này cũng chỉ đỏ luôn. Thì khi mà anh em làm yên á thì Nam sẽ dán thêm một cái logo của anh Thiện nữa đó, dán ở phía sau đây để anh em gọi là đó đó, bao anh em xài ha đó, rất ok. Và tất cả những cái đế này nó là
đều là đế được lựa ra gọi là hàng gọi là đẹp khoảng chừng 90 mấy%. Sau đó thì đã được làm một cái lớp mút mới, rồi mới là lợp cái yên. Thì cái lớp mút ở đây là dựa theo cái kinh nghiệm của bên anh Thiện thì gọi là làm rất là nhiều và lựa ra những cái mẫu nào gọi là đẹp nhất có thể cho anh em. Nói chung là theo kiểu gọi là người nào đi cũng được hết ha. Đó, thì đây năm có nhiều lắm. Đó, nhiều dòng xe lắm mọi người, đủ luôn á. Ad nè, Winner nè. Đó, Ad Winner nè, Sonic Sachia nè, Ad 155 nè, rồi Vario AB nè. Đó, anh em thấy không, những cái đường góc cạnh đó nè. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, đó bên đây nè. Nha. Đó. Đó thì xong xuôi thì Nam sẽ dán cái tem giống như vậy để anh em xài ha. Đó, này của Ad nè mọi người. Đó, rất là đẹp luôn. Nói chung là nó đủ hết. Anh em qua là chỉ việc gọi là gắn thôi chứ không có cần phải làm gì thêm hết á. Và cái này á, gắn những cái loại này anh em đi xa rất là ok. Đó, Nam chấp nhận gọi là ôm một đống dài luôn. Thì có nghĩa là để mà làm vậy á, là Nam phải cọc trước cái phần đế, gọi là mua đứt phần đế này. Rồi anh em mua qua là chỉ mua gọi là đổi bù lấy cái yên mới về thôi ha. Đó, nên là rất là ok và rất là tiện cho anh em luôn. Đó, rất là nhiều ha. Đó, bao la luôn, nhiều lắm. Giờ Nam khui ra hết là nó đầy nhà luôn á. Thì anh em nhớ lại giùm Nam ha. Thì S10 nè, rồi S35 nè, S50, S55, rồi Winner, Sonic, Sachia Rider, rồi AB nè, Vision nè, rồi Click nè, Vario nè. Đó, rất là nhiều loại ha. Thì anh em cứ qua bên mình. Đó, rồi Nam sẽ lắp cho anh em, hỗ trợ lắp cho anh em. Thì nó cùng chung một cái lớp mút thôi cho nên là cảm giác là nó sẽ rất là êm. Cái này anh em chở vợ con cũng rất thoải mái ha. Nói chung á, ở ngoài thị trường bây giờ nó có nhiều cái chỗ đổi yên, nhưng mà anh em không có biết được là cái chỗ đổi yên nó như thế nào và ở đâu, cái nguồn gốc của cái yên nó làm ở đâu và cái chất lượng ra sao, nó có đúng rồi là cái chỗ làm nó còn có tiếng hay không. Thì hôm nay ở đây Nam là chơi luôn cái hàng có tiếng nha. Thì giá nó tầm khoảng chừng 500-550 một cái, 600 tùy theo dòng xe lớn nhỏ ha. Đó, thì anh em cứ qua bên mình sẽ đổi bù anh em. Đó, rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì ví dụ như anh em qua làm xe và có nhu cầu làm yên thì anh em có thể rồi qua rồi sẵn rồi thay luôn một lần, nó tiện, anh em không cần phải đi tới bên này làm xe xong rồi qua bên chỗ khác ngồi đợi lấy cái yên zin, rồi xong rồi chúng ta phải ngồi đợi 2-3 tiếng đồng hồ để ngồi gọt cái yên rồi bắt đầu mới lợp lên rồi này nọ, nó rất là lâu ha. Anh em cứ việc qua bên mình mua đổi bù cái yên này bỏ vô xong gắn thì trong vòng nó tầm khoảng chừng 5-10 phút là nó đã xong rồi, rất là lẹ và tiết kiệm thời gian cho anh em luôn. Thay vì anh em ngồi làm cái yên xe chừng 2-3 tiếng, hoặc là chưa nói tới những lúc mà cái thời gian mà bên cái chỗ làm nó đông đó, thì anh em ngồi đợi đúng không, khi nửa ngày cũng có. Còn giờ anh em qua là có lậm đi về thôi, rất là nhanh ha. Và cái thời gian đó anh em có thể gọi là thư giãn này nọ, tiết kiệm chi thời gian nè, chi phí nè. Nói chung giá này là giá tầm trung hết rồi, tầm khoảng chừng 500-550 một cái ha, rất là ok. Rồi anh em nào gắn thì cứ ghé bên 50-1D Lê Thị Hà, Tân Sơn, Hóc Môn. Còn số điện thoại này bên góc trái màn hình nha. Rồi cảm ơn em rất là nhiều.